Theo hình ảnh vệ tinh do Bulgaria Military đăng tải, Nga đang tập hợp một loạt máy bay ném bom chiến lược tại căn cứ không quân Angel ở vùng Saratov, miền Nam nước này. Theo hình ảnh vệ tinh do Bulgarian Military đăng tải, Nga đã triển khai 7 máy bay ném bom TU-95MS và bốn máy bay ném bom TU-160 ở phía bắc sân bay Angel, những chiếc máy bay này đỗ sắc cạnh nhau trên đường băng. Theo giới phân tích Việc Nga tập hợp tổng cộng 11 máy bay ném bom tầm xa trong cùng một ngày là điều vô cùng hiếm kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Các bức ảnh cũng cho thấy rõ những thùng chứa tên lửa đặt cạnh 7 máy bay ném bom Tu-95MS. Dù không có sự xuất hiện của các nhân viên kỹ thuật trong các bức ảnh, nhưng việc thùng chứa tên lửa và máy bay được đặt cạnh nhau cho thấy quá trình tích hợp tên lửa và bụng máy bay sắp sửa diễn ra. Trước đó, một số nguồn tin Ukraine cho biết, vào cuối tháng 9, sân bay Engel chỉ có 5 máy bay ném bom TU-95MS và 2 máy bay ném bom TU-160. Đến thời điểm hiện tại, số lượng máy bay ném bom ở sân bay này đã tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng hơn một tháng. Điều này làm dấy lên lo ngại Nga có thể chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Các máy bay ném bom của Nga có khả năng mang nhiều loại tên lửa và bom. Một trong những tên lửa chính được các máy bay ném bom này sử dụng là tên lửa hành trình KH-101-102. KH-101 là tên lửa hành trình tầm xa có tầm bắn lên tới 5.000 km. Còn KH-102 là phiên bản mang đầu đạn hạt nhân của KH-101, được thiết kế đặc biệt cho các cuộc tấn công hạt nhân.